Sốc, cộng đồng mạng Trung Quốc tranh cãi về Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng 4, Chipu bị tố ăn cắp văn hóa của họ. Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng hiện đang là một trong những chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc được quan tâm nhất nhì hiện nay. Sở dĩ ở mùa này, cư dân mạng Việt Nam đều tỏ ra vô cùng quan tâm là bởi Chipu, người gây tranh cãi rất nhiều về giọng hát của mình, đã xuất hiện tại chương trình này. Bởi từ khi rẽ hướng sang sự nghiệp cầm mic tại thị trường Việt Nam, Chipu không được khán giả đánh giá cao về chuyên môn âm nhạc, nhiều lần gây tranh cãi khi thể hiện khả năng ca hát trước công chúng. Chipu đã chào sân chương trình với ca khúc Đóa Hoa Hồng. Cô đã khuấy động sân khấu bằng giọng hát cùng vũ đạo của mình. Và sự xuất hiện khá ấn tượng này đã mang về cho Chipu một loạt những nhận xét tích cực từ cư dân mạng Trung Quốc. Họ khen ngợi nhan sắc và thần thái của Chipu. Việc Chipu được chú ý tại chương trình cũng khiến cô nàng được netizen quan tâm chú ý nhiều hơn. Cũng từ đây, những dự án và sản phẩm âm nhạc trước đó của Chi cũng bị cư dân mạng đào lại. Và một trong những MV thành công nhất của Chi cho đến thời điểm này là Anh ơi ở lại, cũng là chủ đề được bàn luận. Bên cạnh những ý kiến khen chê có đủ, thì một bộ phận cư dân mạng còn nổ ra tranh cãi. Họ cho rằng trang phục mà các nhân vật mặc trong MV là trang phục của Trung Quốc bọn họ. Ôi thôi, nói đến đây thì chắc các bạn cũng như mình đều nóng bừng bừng lên rồi. Dù nói gì thì nói, Chipu có thể không được lòng khán giả Việt cho lắm, nhưng mà hễ cứ đụng tới văn hóa dân tộc là chúng ta tự động bật chế độ combat lên rồi. Thôi thì trước khi combat, hãy cùng xem cư dân mạng xứ Trung đã tự nhận văn hóa thế nào nhé. Màn trình diễn của Chipu thật sự ấn tượng, nhất là khi biến đổi trang phục khiến mic và châm trồ. Riêng về nhan sắc của Chipu không hề kém cạnh bất kỳ Tỷ Tỷ nào trong chương trình, phải nói là sáng trưng. Cô này nói tiếng Trung tệ thật, nhưng vẫn cứ bất chấp mà nói. Thay vào đó, cô ấy nên nói tiếng Anh hoặc tiếng mẹ đẻ, là những thứ tiếng mà cô ấy có thể nói tốt. Đừng biến tiếng Trung thành trò cười chứ. Hoặc cô cũng nên nghiêm túc học tiếng Trung trước khi tham gia chương trình đi. Tôi có ấn tượng với màn biểu diễn của cô gái này nên đã có thể tìm hiểu. Có một MV của cô ấy đã ăn cắp trắng trợn văn hóa trang phục của Trung Hoa chúng ta. Tôi quá thất vọng và không muốn ủng hộ cô này nữa. Việt Nam đang kế thừa rất nhiều từ văn hóa của Trung Quốc. Bọn họ không có nét đặc trưng riêng à. Cô này đã từng mặc hán phục và tự gọi đó là trang phục của Việt Nam. Như thế không ăn trộm chứ là gì. Ăn trộm rồi còn sang đất nước của chúng ta để tự quảng bá mình. Thật không biết xấu hổ. Nếu không có trang phục truyền thống thì chẳng phải bọn họ nên nhanh chóng thiết kế ngay à. Tôi là người Trung Quốc đây, nhưng cũng không thể ngấm nổi những gì các bạn đang nói. Làm thế nào mà các bạn cứ liên tục chụp mũ người khác và cho rằng họ đang lấy phong cách của mình thế? Đây là trang phục truyền thống của Việt Nam đó các bác ạ. Nhìn các bạn bình luận mà tôi thấy tự xấu hổ luôn đấy. Những phát ngôn của các bạn chỉ đang khiến Trung Quốc của chúng ta trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Trang phục của quốc gia họ, ai cũng công nhận mà chúng ta cứ một mực u mê bảo đó là của mình. Cứ nhận của những nơi khác thành của mình, trông chúng ta mới tuyệt vọng và đáng thương làm sao. Nghe bảo trang phục đó là của phía Bắc Việt Nam mà, cô ấy mặc cổ phục của đất nước mình, vậy thì có gì đáng tranh cãi ở đây vậy? Có chăng là các bạn đang tự đề cao chính mình quá, nên nghĩ ai cũng ăn cắp của mình. Chắc những bình luận phía trên là những người còn quá non trẻ, trình độ học vấn và kiến thức lịch sử chưa theo kịp, phải hiểu biết và quan sát kỹ thì mới biết nguồn gốc lịch sử của trang phục hai quốc gia khác nhau thế nào, thay vì lên đây chửi bậy thì dành thời gian để học thêm đi các bạn trẻ. Màn trình diễn của Chipu thật sự ấn tượng, nhất là khi biến đổi trang phục khiến mình phải châm trồ. Riêng về nhan sắc của Chipu không hề kém cạnh bất kỳ Tỷ Tỷ nào trong chương trình, phải nói là sáng trưng. Biểu diễn tốt đó, nhưng giọng hát cũng chỉ ở mức trung bình khá. Nếu muốn thành ca sĩ chuyên nghiệp thì nên dành thời gian để luyện tập thêm. Có phải cô ấy đang theo đuổi phong cách trang điểm cổ điển không? Đây mới là đại mỹ nhân đích thực này. Không còn gì phải bàn thêm về trang phục, đây là trang phục truyền thống của Việt Nam chúng ta. Không biết các bạn hàng xóm đang nghĩ gì mà cứ nhận vờ về họ. Hết áo dài rồi lại đến trang phục cổ trang đậm chất Việt Nam. Còn riêng về Chipu, có thể Chipu khiến cư dân mạng tranh cãi rất nhiều về giọng hát. Nhưng công bằng mà nói thì Chipu không đến chương trình với một con số 0, mà là kinh nghiệm nhiều năm với những sản phẩm có visual, concept bắt mắt, những chiêu trò trên sân khấu tương đối cuốn hút, khả năng vũ đạo hoàn toàn có thể xem là ổn áp. Hãy xem với tư cách là một thí sinh độc lập ở một đất nước khác, Chipu sẽ tự lực cánh sinh đi xa đến đâu. Hơn cả, cô nàng cũng khiến dân tình xứ Trung ấn tượng về ngoại hình và phong cách biểu diễn. Tất nhiên là không kể đến một bộ phận người chỉ biết suy diễn và nhận vơ. Vậy còn bạn, bạn nghĩ thế nào về màn thể hiện của Chipu tại chương trình? Theo bạn thì cô gái này đã có tiến bộ gì so với những gì mà cô thể hiện trong nước? Hãy để lại bình luận của bạn để chia sẻ cho mọi người được biết suy nghĩ của bạn về Chipu nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like video và nhấn đăng ký kênh nha, vì tụi mình sẽ sớm quay trở lại trong những video tiếp theo.